Đừng vỗ ngực nhận mình trưởng thành nếu chưa biết 9 điều này. 1. Đừng chi tiêu những thứ không cần thiết. iPhone đời mới nhất, đồng hồ đắt tiền, giày hàng hiệu. Chúng làm bạn hãnh diện, nhưng bạn có thực sự cần những thứ này? Có lẽ một khóa học tiếng Anh hay kỹ năng tin học sẽ có giá trị lâu dài hơn với bạn. 2. Đừng lãng phí. Không muốn tiết kiệm, không biết dừng tiêu xài lại đúng lúc mà muốn giàu có thì không khác gì xây lâu đài cát khi thủy triều đang lên. 3. Đừng thiếu kiến thức về tài chính. Tiền là thứ mọi người sử dụng hàng ngày, như chỉ có một số ít người hiểu được ý nghĩa của đồng tiền cũng như cách ứng xử với chúng. 4. Đừng sợ rủi ro. Không có công thức cố định nào cho thành công, nhưng chắc chắn trong đó không có sự an toàn và thoải mái. Tất cả đại gia mà bạn biết đều là người tự tin, quyết đoán, biết chấp nhận rủi ro và chuẩn bị cho thất bại. 5. Đừng chọn mặt gửi vàng nhầm chỗ. Chọn người cố vấn tài chính hoặc quản lý đầu tư là lựa chọn khó khăn thứ hai đời bạn sau chọn vợ chồng, nên hãy cẩn thận nhắm cho đúng người. Nếu không, bạn thậm chí sẽ chẳng còn thời gian mà khóc. 6. Nên thiết lập các mục tiêu. Xác định mình muốn đạt được những gì ở mỗi cột mốc quan trọng. Ví dụ, bạn muốn năm 30 tuổi sẽ sở hữu một dây chuyền sản xuất doanh nghiệp, 40 tuổi có ít nhất 3 cơ sở kinh doanh. Khi mục tiêu được nêu ra rõ ràng, bạn sẽ nhìn thấy đường đi chứ không còn luẩn quẩn trong sương mù. 7. Nên tìm sư phụ mà theo. Cách để nhanh chóng trở nên thành công, học hỏi từ người đã thành công. 8. Nên chọn bạn mà chơi. Đi với ong sẽ nếm mật ngọt, đi với ruồi chỉ có đậu phân trâu. Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân thiết nhất, nên hãy chơi với những người có ảnh hưởng tích cực cũng như có giấc mơ, tầm nhìn lớn. 9. Nên nhớ rằng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu. Cuộc sống là rất ngắn, đừng lãng phí sức lực và lửa tuổi trẻ, hãy bắt đầu ngay hôm nay. 10. Nên học đầu tư. Gốc rễ của sự giàu có là đầu tư đúng đắn. Hãy tìm hiểu và học hỏi bí quyết đầu tư của các nhà triệu phú để lựa chọn phương pháp phù hợp với mình ngay từ bây giờ. 11. Nên giảm thiểu các khoản nợ. Bạn chỉ nên đi vay khi nó thực sự cần thiết, đừng bị cám dỗ bởi một chiếc xe hay một căn biệt thự hoành tráng dù chưa có đủ điều kiện tài chính. Nên vay vốn kinh doanh khi bạn có khả năng bảo vệ kế hoạch của mình. Cũng nên tôn trọng thời gian và lãi suất trả nợ. 12. Nên làm việc chăm chỉ. Lười biếng không bao giờ song hành với giàu có. Bạn cần phải sẵn sàng làm việc chăm chỉ, một cách thông minh. 13. Nên đam mê những gì bạn làm. Biến thứ bạn đam mê thành công việc, lâu dần sẽ giết chết đam mê của bạn. Nhưng đam mê công việc bạn đang làm thì không trở ngại nào bạn không vượt qua được, sưu tầm.